Một bài nhảy để trai và nhát gái là bài Walk on the Street. Let's go. Rồi về bài này thì mình cũng sẽ chia thành hai phần nhá. Về phần đầu tiên thì bây giờ mình sẽ nhảy đến một chốt nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Ok, bây giờ thì đến chi tiết động tác. Đối với động tác đầu tiên, bây giờ các bạn đứng hướng cho mình sang bên phải như thế này. Và sau đó các bạn đổ trụ qua lại giữa hai chân phải và trái. Đây, chân phải trước này, trái. Như thế này, 4 lần thôi nhá. Đi này, phải, trái, phải, trái. Đối với chân phải thì các bạn đổ người lên trước. Đối với chân trái các bạn đổ người sau như thế này. Phải, trái, phải, trái. Rồi tiếp theo đến tay thì như sau. Khi dùng chân phải thì lướt tay xuống dưới và nhấc lên, chạm chân trái thì bạn sẽ đấm gõ hai tay về phía ngang mặt như này hai lần luôn như này. Và sau đó lại tương tự đây, phải và gõ trái, phải và gõ trái. Còn chân của người thì các bạn vẫn làm như cái đã học nhá. Lại để kết hợp với nhau 5 6 7 8. Phải gõ, phải gõ. Ok, rồi bây giờ các bạn cố gắng này, lướt cái phần người trên này mềm lên một xíu xíu lại nhé. Kết hợp 5 6 7 8, phải đấm đấm trái. Ok, tiếp theo tay trước nhá, các bạn quay người về phía trên này và tay trái thì chọc lên trên và lên trên, được chưa? Mọi thứ thì vẫn cứ làm cái hình tay súng như này mình nhá. Kể từ bây giờ ấy, tay á, súng này. Và sau đó lưng ngang này, ngang lên này, được chưa? Bây giờ này, hai tay cứ thẳng một đường cho mình. Hai tay cứ thẳng một đường, 1 này, 2, 3. Và sau đó về đến đây thì sao? Đập hai lần ở đây cho mình, cứ gõ lên lại nhá. Chọc lên này, ngang này, lên một lần nữa. Và sau đó gõ. Rồi, lại nhảy từ đầu. Chân phải gõ, phải gõ, tay lên, ngang, đổi và ok. Bây giờ về khi tay làm như thế này thì hông này, về phía hông mọi người sẽ làm như sau. 1, 2, 3 điểm nhá. Thì hông đi như sau này. Nhấc cho mình cái chân trái lên để mọi người đẩy hông lên và đồng thời người sẽ đổ hơi đổ sang bên phải, thì tức là hông để qua trái, người đổ qua phải. Và sau đó cứ thế lặp lại tương tự như này. Đây, hông phải, đây hông trái, hông phải, trái, phải, trái, phải. Nghĩa là hông bên nào thì người đổ về hướng ngược lại. Bắt đầu ở phía bên trái trước này, hông trái, hông phải, trái, phải nhá. Khi nhấc hông lên thì nhớ nhấc cho mình cái gót để cao phần hông lên là được. Thử nhá, hông trái, phải, trái, phải. Ok, bây giờ từ đầu này, đổi trụ qua phải về gõ, phải về gõ, hông trái, phải, trái, gõ. Rồi khi mọi người về đến đây thì hông mọi người đang ở phía bên phải đúng không, đang bên phải. Động tác tiếp theo, rồi sau khi bạn gõ đây xong thì động tác tiếp theo đối với tay phải, bạn quận vào trong, dừng ra sau, còn tay trái sẽ đưa ngang và dừng ngang như này. Đây, thử lại nhá. Này, trở ra tay phải quận, tay trái đưa, dừng. Rồi bây giờ tay phải quận ngược lại vào trong và sau đó bắn lên trước thì dùng tay trái nữa, được chưa? Rồi bây giờ gập tay phải vào nhá, vào đây hai tay song song nhá, rồi sau đó kéo ra ngoài. Rồi tiếp theo này, đặt chéo ra, quận hai tay lên chữ X và ghi cho mình hai phần cổ tay và
rồi hơi dài một chút, lại nhá. Đập xong này, quận tay phải ra sau, quận lên trước, thu về, kéo ra, đấm chéo, quận x, quận về, lại nhanh hơn một xíu, 5 6 7, đập đập quận sau, quận lên về, kéo x ra, quận x, quận. Ok, bây giờ nhá, còn về phía hông thì như sau. Đây hông, hông đập các chất bạn như này đúng không, đang dừng ở hông phải. Động tác tiếp theo, khi quận tay qua trái, khi quận tay ra sau thì đưa hông qua trái, tiếp tục đưa hông qua phải, trái phải én đập lại én tiếp, kết thúc thì lại là hông phải, được chưa? Bây giờ này đối với hông thì các bạn cũng vẫn làm cái động tác này thôi, nhớ nhá, đẩy hông lên bằng gót, đẩy hông bằng gót và đổ người sang hướng ngược lại đó, như này. Ok, là xong. Bây giờ thì các bạn xin nối lại từ đầu cho mình cả hông cả tay. Đây, hết như này. Thử chậm lại nhá. 5, 6, 7, 8 nè. Đẩy, đập, phải, đập, đi hông trái, đổi, đổi, đập, đập quận sau, quận trước, về, kéo, x, ra lên, x, về, x. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhìn cho bạn thật là chờ. 5 6 7 8, 1 2 và 3, 4 và 5, 6 7 8 và n 1 n 2 3 4 5 6 quận lên 7, quận về 8. Nhanh hơn. 5 6 7 8 1 2 và 3 4 và 5 6 7 8 và 1 n 2 3 4 5 6 lên 7 về 8. Ok. Rồi tiếp theo là đến hạng thứ 2 thì mình sẽ nhảy đến môn trước nhé. 5 6 lên 7 về 8. 1 2 3 4 5 6 và 7 8 1 và 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3. Kết thúc. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết động tác nhá. Động tác trước là bạn đang quận lên, quận về hông năng phía bên bên phải đúng không? Về, bây giờ đầu tiên đối với tay trước này, dùng tay phải thôi, thả tay trái xuống, đơn để cho mình vai trái kéo qua vai phải và sau đó xoay vòng hướng ngược lại lên nhìn cái này, hất chiến này hai vòng về cho mình là được phía tay thôi, được mang tay thôi, hất lên trước thu về, hất lên trước thu về, đi thành vòng tròn này hai vòng thôi, được chưa? Chạm vai trái kéo về, hất lên, hất lên. Rồi bây giờ còn về phía chân, về phía hông ấy sẽ như sau. Động tác trước này đang hướng đây là hông bên phải, được chưa? Bây giờ này, khi tay chạm vai trái thì đẩy hông qua trái, đồng thời nhấc từng cái hông lên bằng cái gót chân nha. Và sau đó kéo về thì xoay gót chân về và nhún hai chân xuống. Tiếp theo, khi xoay vòng tay phải như này, hai vòng thì người hất cái hông phải, hông trái lên hai lần mình, hất lên về, hất lên về cùng với tay như thế này hai lần. Thử lại nhá. Quận tay x về và đặt hông trái, kéo hông về, đẩy lên, về, lên, về. Động tác tiếp theo, tay trước này, hai tay cứ về cái dáng xuống cho mình, đưa chéo, kéo ra và sau đó lại vòng hai tay lên, tương tự như này hai vòng. Còn về phía chân thì sẽ như sau, các bạn sẽ dậm chân tại chỗ nhá, dậm chân tại chỗ và sau đó đặt cho mình chân trái lên trên, thì tức là các bạn phải dậm chân trái trước, dậm trái, dậm phải, đặt trái lên trên. Và khi các bạn đặt trái lên trên thì đặt, khi làm cái này đó thì sẽ nhún xuống một xíu để lấy đà, mình hất cái hông lên về, hất hông lên
với cái này này. Nhưng mà chỉ khác là mình đặt chân lên phía trước, mình phải lấy đà một xíu để thân lên. Thân lên hai lần. Ok bạn nhá. X này, ra này, trái này, kéo về này, hất lên hai lần. Dậm tại chỗ, đặt lên and hất. Hất. Ok. Động tác tiếp theo nhả cho bạn. Nhấc cho mình cái chân trái về ngang như thế này. Được chưa? Hai tay đặt trên đúng không? Thì bây giờ này, đúng các bạn chạy mang tốc này. Các bạn kéo cho mình tay phải về trước. À đây đúng không? Lấy đà, tay phải ở trên, kéo về và kéo về hai lần. Được chưa? Xong hai lần thì các bạn nhấc tay, hai tay lên và đổi hướng sang phía bên phải như thế này. Được chưa? Lại nhá. Và kéo hai lần, xoay lên bên phải. Ok, còn về phía chân như sau, các bạn sẽ lại đổi chỗ giữa chân trái và chân phải. Bây giờ bắt đầu với chân trái trước. Trái, trái, phải. Được chưa? Và sau đó xoay lên lên. Đó, tự làm nhá. Nào, đặt lên vào đây. Đây, đặt lên. Ôn đây và trái, phải, trái. Tiếp theo đẩy lên. Phải. Đây, dừng ở phía bên phải như này mình. Động tác tiếp theo các bạn sẽ phải bật nhảy chân phải lên. Bật nhảy chân phải lên mình như này, 3 lần. Để bật nhảy chân phải thì thứ nhất, đổi trụ chân đá nhanh giữa chân phải và chân trái. Phải này. Bật nhảy. Ok, được chưa? Xoay lên, bật nhảy chân 1, 2, 3 lần. Được chưa? Sau đó đặt cho sau. Xong, còn về phía tay sẽ như sau nhá. Thế các bạn đưa lên đây. Bây giờ khi chân bật nhảy này, đặt về phía phía bụng này nhá. Thế không? 1, 2, 3 lần. Được chưa? Ok lại này. Đi chạy này. Xoay lên này. Bật nhảy 1 này, 2, 3 lần. Rồi, về phía ngực. Rồi, đầu tiên hít lên. Khi bật nhảy thì đánh xuống. Hít lên, xuống, hít, đó, đứng chưa? Lại nhá, chạy 2 lần, xoay lên, phải, bật, nhảy 3 lần, đặt chân ra sau. Khi đặt chân ra sau thì nhìn kia mình này, vung tay phải xuống, xoay cổ tay, đưa lên cao và sau đó kéo giật về mình bắn xuống á. Còn tay trái thì mọi người vẫn đỡ ở bên phía này mình. Lại nhá, bấm này, hai chân bật nhảy này, 1 này, 2 này, 3, vung ra sau, xoay một vòng, lên cao, giật, giật một cái về sau là xong. Ok, giờ thì mình sẽ ghép nhịp cho các bạn cái đoạn thứ hai. Chậm nhá, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6 và 7 và 8 và 1 và 2 3 4 và 5 và 6 và 7 8 và 1 2 3 kết thúc. Rồi bây giờ mình sẽ đến nhịp nhanh nhá. 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 và 7 và 8 1 và 2 3 4 và 5 6 7 8 này 1 2 3 4. Rồi để chốt lại thì mình sẽ đếm nhịp cho bạn từ đầu đến cuối hết bài này nhá. 5 6 7 8 1 2 và 3 4 và 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 và 7 và 8 1 2 lên 3 4 5 6 đất 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 hết. Như vậy là mình đã vừa cùng mọi người học xong bài Walk on the Street rồi. Thì mình rất mong là mọi người sẽ học và hoàn thành thật là nhanh bài này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem và hãy yêu thích và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.